Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video phụ tùng đồ món thủy lực nhé nè. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái cặp motor sao bằng nha. Cái con motor loại sao này thường gặp trong mấy cái con tời này. Hiểu gì không biết luôn. Trời ơi, tại sao có chữ sai ở đây? Không biết là Danfoss cái hiệu gì đấy. Nói chung đây có cái tên này. Không. Không rõ luôn. Anh em xem thật là kỹ cái tem. Rồi, mỗi lại mất nữa. SFA gì đây? Một cái con một cặp motor nhé nè, giống y hệt nhé, một con màu trắng, một cái con màu xanh như thế này. Chúng phải đo một vài cái kích thước, anh em sẽ cảm nhận kích thước lớn nhỏ nhé. Đây là bít ống lại đầy đủ hết rồi. Đường kính nó khoảng 23. Trước sau khoảng 20 nhé. Năm cánh sau. Đây, cái cốt có bào sẵn luôn anh em. Đây nó có hai cái cục junior đã bào sẵn rồi nè. Cốt giống là cốt giống cốt 35. Cốt 35 nhé, cốt 35 ly 6 rãnh bào sẵn, có khúc nối junior đã sẵn luôn này. Con nữa y hệt nhé, cũng bào sẵn nhé. Tên tuổi series cái gì đó không biết nữa. Nói chung là Trung không có rành cái món này. Có được một cặp motor sao như vậy đấy, bao lăn bao chạy cho anh em. Anh em có nhu cầu chế tời, chế kéo, chế khoan, chế gì đấy thì liên hệ nhé. Thông số kỹ thuật Trung không có nắm được luôn. Anh em xem có, anh em thợ nhìn thấy có cảm thấy quen thuộc, biết món này là món gì, ngay việc dùng thì anh em cứ liên hệ nhé. Các kích thước thì Trung cũng đo tầm tầm như vậy thôi để anh em ước lượng được cái kích thước bao của nó. Hàng này hàng trên kệ, bịt ống là lại đầy đủ hết, không có sợ lọt nước lọt bẩn vào nhé. Nhà còn nhiều cái món thủy lực khác anh em có quan tâm, có nhu cầu thì anh em đi cứ đến trực tiếp xem nhé. Đồ chế thì lung tung loại lắm, rất là nhiều loại. Rất là ngổn ngang luôn. Cái món, những cái món này thì Trung đăng cụ thể từng món trên từng cái video như vậy đấy. Anh em Trung rất là mong anh em thợ có điều kiện sắp xếp đến, có nhu cầu sắp xếp đến tham quan thử để lựa chọn những cái món hàng phù hợp nhé. Rồi Trung kết thúc video. Trung cảm ơn anh em đã xem video ạ.